lần đầu tiên được sờ lò vĩ cho anh em ạ. À, một cái cũng rất là hay, một cái là rất là hay. Trong cuộc sống thì không ai biết hết được cả. Mà qua như em thế rồi, coi qua cái tư duy của người thợ thì coi là cái máy nó cũng chẳng có cái gì, cái máy chẳng có cái gì. Hiểu nguyên lý một chút thì ok hết. À, đang hôm nay thay xong măng này, thay xong măng làm cò đấy, phun đầu tí nữa trưng ảnh cho anh em xem. Đây, đang kết nhờ cuộn CKP LPX ông được anh em kỹ đây để xem coi là nó có chết, bị chết CKP không. Cuộn đây là cuộn của khách, con này nó bị dầu vào rất là ác, dầu ra bẩn quá, xe nói chung là bẩn. Hôm nay thì cũng không có việc nhiều, có mỗi con này thôi. Thì cũng hẹn khách là 3 ngày, 2 ngày. Thì đồ là vít này giờ nói chung là đồ da, giờ nói chung là nó cũng phải đặt, chứ nó không sẵn. Thế thì vừa làm vừa chơi, lang thang trên hội thì thấy anh em đăng cái máu phanh chừng sốt ruột. Mình cũng là một người thợ, mình là một người thợ. Thế tóm lại thì ngoài cái vấn đề thực tế ra cái gì thế anh em ạ. Ngoài cái vấn đề là đồ nó là một chuyện, vấn đề cái thứ hai là cái tư duy của mỗi người nó cũng khác. Cuộc sống đâu phải đơn giản cái là anh em cứ úp fan ngay được, còn phải học hỏi nhiều. Mà cái cuộc sống thì không phải là sống lâu thành não làng, nó tùy theo từng cái. Những cái kinh nghiệm cần thiết là phải có, và có những cái thì coi là học nhờ anh em ngoài. Thế thì với mình cũng là thợ, và bây giờ mình kèm theo buôn thêm cả cái ít máu phanh. Thì trong cái cách làm thì nhiều anh em ẩu lắm. Đừng nói vào cái chất lượng máu phanh tất nhiên là nó cũng chiếm tới 50% thật, 60% thật. Nhưng mà thực tế ra thì cái cách làm của anh em mới là cái quan trọng. Làm như thế nào cho nó đúng, làm như thế nào cho nó vừa nghệ thuật, vừa có kỹ thuật, vừa nghệ thuật và lấy tiền của khách. Em chào anh Tình nhá. Mình buôn bán cái má này. Đấy. Thì nói chung là cũng cất về, mỗi bộ lãi được tầm 2.000 đến 3.000 bộ. Thế thì sử dụng thấy nó cũng ok. Còn nói thực tế ra anh em bảo là má xịn nó không ăn đùm, anh em sai lầm hoàn toàn, nó vẫn ăn, nhưng ăn ở cái mức độ như thế nào. Những con xe khoảng tầm 10 năm nó vẫn bóng nhưng mà trái lại nó vẫn âm nòng, có nghĩa là nó ăn theo một cái đường ở trong anh em nhé, ăn theo cái đường trong. Còn nếu mà cái trường hợp mà coi là ăn phải cái má, ví dụ như là cái má nó trơ quá, đây mình lại đưa cho anh em xem một cái má như này, thì nó cũng là một vấn đề. Chung là mình cũng nghiệm hết rồi. Đây, cái má này chắc chắn là không ăn máy ơ, nhưng rất nhanh mòn. Anh em nhìn cái chất phíp của nó rất là xốp. Đấy, nó rất là xốp anh em nhá. Nhìn cái chất phíp nó rất là xốp. Thì những chất phíp xốp này thì tất nhiên là nó sẽ ăn ngay, đảm bảo nó sẽ ăn ngay. Đấy. Đây, đưa cho anh em hai loại phíp, ba loại phíp. Cái chất phíp này ấy, thì thực tế ra là nó rất ăn, rất bắt. Và đảm bảo chắc chắn một điều là khoan mayo. Đấy. Vì nó rất là bột. Nhìn này là bột nha anh em nhá. Đấy. Thế thì ngoài cái vấn đề cái chất lượng má, đây, một bộ má khác. Má này thì mình dám đảm bảo với anh em là sẽ ăn mayo. Đấy. Má là chắc chắn sẽ hơi cào mai một tí. Đấy. Nhìn cái độ đanh của phíp. Còn đây là bên má của mình. Má của mình thực tế là nó là về cái công nghệ của người ta mình không biết, mình cất về, nhưng mà nhìn cái chất phíp này nó gần như kiểu nó nhiều cái bột
bột bột nó có một chút bột than thì phải. Đấy. Còn xương thì xương xịn. Xương xịn hoặc là xương của thằng thằng lysin xịn. Đây, những con này là của lysin xịn. Đấy. Thì những cái sản phẩm rất là khôn. Đây còn những bộ này nói thực tế với anh em là 23 24 nghìn thôi. Nhìn trông nó dạ. Chưa nói cái vấn đề cái xương của nó nhá anh em nhá. Lắm con cái phíp rất là mỏng. Nhưng mà tại sao là cái phíp nó mỏng? Tại vì coi là cái xương của nó dày. Thế những cái bộ như thế này thì nói tóm lại là những cái xương nó đã nô thì coi tiêu chuẩn kỹ thuật của nó về kích thước chắc chắn một điều là nó sẽ âm so với cả cái xương xịn. Đấy. Còn bây giờ tất cả các cái đầu gối của nó đều bằng sắt hết rồi thì cho nên là cái đấy mình cũng không phải nghĩ ngợi về độ ngoan của nó. Mà mình chỉ để cần đánh giá về cái má này thôi. Mình ở đây nhà mình có 2-3 loại má. Một là má đây. Má thằng si với cả thằng thằng da có 2 loại má, một là má si nhỏ. Cùng chất phíp như nhau. Thì hàng này thì thực tế ra là nó không có xương xịn, chỉ có xương mới thôi. Đấy. Thì ba loại này đều cùng chất phíp. Đấy, si to, si nhỏ và Honda và Blade. Bây giờ mình lại quay lại ngược lại cái vấn đề là mình bảo tại sao các anh em có anh em thợ làm rất ẩu. Thực tế một cái đùm như thế này khi anh em lắp má phanh vào, anh em phải để ý một điều là gì? Một cái xe đi phanh nó tốt loan là gì? Cái bề mặt này của nó phải nhẵn, nó phải bóng, nó phải tốt. Bóng, nhưng mà cái bóng ở đây mình phải đánh giá là cái bóng như thế nào nhá. Chứ đừng ở cái trạng thái thằng Jim Việt Nam nó có một đời, cái mai ơi của nó rất là già. Kể cả má phanh xịn anh em cho vào, thay vào đều kêu như nặng ép hết. Nói cho anh em biết một điều thế. Thế thì coi là bóng ở mức độ là gì, nó có cái độ phẳng. Nó có độ phẳng. Và quan trọng là gì? Ở phía ngoài này, anh em nhìn thấy không? Bề mặt chỗ này là bề mặt hoạt động. Còn bề mặt chỗ này là không hoạt động thì chỗ bề mặt hoạt động nó sẽ bị lõm xuống. Thế thì khi một cái má phanh nó tiếp xúc với cái mặt phẳng này thì nó sẽ tạo ma sát và đồng thời nó mài mòn cái phíp này đúng không? Thế thì khi anh em lắp vào, ngoài vấn đề anh em xem nó có rãnh sâu không, có nghĩa là cái đùm nó có mòn không, nó có gờ không, thì anh em phải vệ sinh sạch sẽ cái gờ cho mình, mài làm sao cho nó bằng bên trong để làm gì, nó thoát được cái bụi ra ngoài. Tại sao chỗ này nó phân cấp xuống làm gì? Cái thứ nhất. Đấy. Thế tại sao xe mới không bị mà xe cũ hầu như quay là thỉnh thoảng 10 con có đến khoảng tầm 3-4 con nó sẽ bị kêu ở cái vấn đề gì? Tháo ra thì cái phía bên trong này đầy bụi. Vì cái bụi nó không thoát được vì ở chỗ này nó gờ nó chặn rồi. Tại sao có những con xe khi mà anh em rửa bình thường người ta đến không sao, anh em rửa xe vào phát bó bánh là một, cái thứ hai là lại kêu anh ép là hai. Tại sao? Và rất là những cái má thằng Elling. Riêng má Elling anh em dòng xe ga mình không nói, dòng má đĩa mình không nói, còn cái dòng mà má phanh cơ của Jimway hàng thường, hàng loại nhỏ, mình không bao giờ mình dùng Elling. Một là Vitan, hai là Coco, ba là cái sản phẩm của mình, bốn nữa là coi là mình dùng các cái hàng ngoài. Còn bây giờ coi là trong đây, cái thứ nhất là không phải có gờ để làm sao nó thoát bụi, thì khi má sạch, bề mặt sạch nó sẽ ma sát tốt, nó sẽ không kêu. Cái thứ hai là anh em phải để ý thế này, anh em nhìn thấy bóng là anh em bảo sạch thế, anh em nhầm, chưa sạch. Anh em muốn biết sạch thì anh em lại lấy dây giáp anh em đánh lên, nó sẽ lên một lớp anh em nhá, nó sẽ lại lên một cái lớp bụi. Cái này nếu mà nói về kỹ thuật ấy thì anh em phóng phải soi bằng coi là cái kính hiển vi lên thì anh em sẽ biết được coi là tại làm sao. Đấy. Thế cho nên là cái người thợ ấy, ngoài cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ ra, đánh giá cái đùm này nó còn tốt hay không, nếu nó có gờ sâu anh em mang đi đóng vừa được thêm tiền, má bền, khi đóng nó sẽ về cốt không, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cốt không rồi thì má nó sẽ bền. Cái thứ ba nữa là gì, an toàn cho khách hàng. Hôm nay thấy có một anh em đăng mà thực tế ra coi là mình cũng không biết cái chụp, anh em bảo cái má đều, mình xin lỗi vậy, với tầm cỡ như này nhá, kể cả cho cái má đều vào 5 tháng sau không bao giờ có gờ, mình dám đảm bảo nhá. Đây đây, anh em bảo sạch không này, vẫn da mạt đều bình thường nhá. Đấy. Thế cho nên là ngoài cái nhận định là gì, cái đùm nó phẳng nó đẹp là một, cái thứ hai nữa là đừng có gờ là hai, cái thứ hai là khi làm xong anh em phải vệ sinh. Đây, mình vệ sinh trong ngoài đầy đủ hết.
Đấy. Chứ bây giờ lắm ông mẹ làm thì ẩu. Làm thì ẩu, xong là đăng bài lên toàn vớ va vớ vẩn. Mình bây giờ mình không cần biết cái là cái chất lượng quay là má như thế nào, nhưng nhìn cái má như thế là đùm nó bị rãnh rồi. Đùm nó đã bị rãnh rồi thì anh em cho vào phát cái. Đầu tiên chắc chắn một điều là má nó sẽ không ăn. Và khi nó đã không ăn rồi ấy, tại cố rắm thì quay là bao giờ có nghĩa là má nó ăn, chỉ ăn khi có nghĩa là gì? Cái đùm nó với cả cái rãnh nó sẽ coi là cái đùm với cả mai ô ấy. Đấy. Cái rãnh đấy nó sẽ hợp. Có nghĩa là nó mòn đều, nó mòn cùng. Thì coi là nó mới ăn được. Đấy. Thế còn coi là giờ lắm ông cứ bảo coi là má đều. Đây, những cái má gờ thì anh em cho cái má này vào phát ăn tiền. Vì nó lún rất nhanh, nó mềm. Có thể là cái độ bột nó cao, thế rồi cái độ ép nó kém. Nhìn cái sản phẩm này thì anh em biết rồi. Một sản phẩm như này anh em biết rồi. Đấy. Và tất nhiên là để nói một cái sản phẩm đi ra ấy, ngoài cái vấn đề coi là chất lượng người ta đã cam đoan rồi, còn coi là mình còn phải coi là tư duy lên mình làm sao cho nó hợp lý. Chứ không phải cứ là anh em cứ mua về, anh em đập vào, anh em ăn tiền ngay. Điều đấy sai hoàn toàn. Đây, còn búa, mình bán cả búa carbon nhá. Bán cả búa carbon. Đấy. Thực tế ra thì coi là nó cái mở cái này nó bốc không bốc, ngoài vấn đề phíp ra này, ngoài cái lực máy ra này, hệ thống FI của nó tốt này, hệ thống điện tốt này, cơ khí tốt của con xe đang có nghĩa là đang vận hành bình thường. Đấy. Thì lắp bộ này vào thì đảm bảo với anh em là nó không có hiện tượng là rung tê tê gì cả. Đấy, lên rất là êm và ngọt. Thế khi sau khi chạy một tháng thì bắt đầu cái phíp này mình cảm giác có nghĩa là nó sẽ coi là ăn đều hơn. Nó sẽ ăn đều hơn. Và nó lún đều hơn. Còn trước lúc đầu tiên vào thì đây anh em nhìn này, cái độ dày của phíp gấp rưỡi phíp zin. Nói chung là dân ngoài Bắc mình thì cái vấn đề giá cả là một. Cái thứ hai nữa là tiềm thức của dân Bắc mình là thích zin, cái gì cũng phải zin. Nhưng mà có những cái là gì? Có những cái anh em kể cả anh em mua cái đồ zin của Honda về anh em vẫn phải xử lý chứ không phát ăn ngay được. Có những bồ côn để mà nói anh em cứ mang về mua về cả đồng bộ đi, Bully, Bi, Zekura về vẫn rung bình thường, mình đảm bảo đấy. Cái đấy là cái tư duy, cái học hỏi của mỗi con người, cái kỹ thuật của mỗi người được học hỏi, được trau dồi. Đấy, đây ví dụ như đó, phải là tất cả những cái gì cái là cái đập vào ăn luôn. Bây giờ một bộ ba búa người ta sẽ đưa trên một cái khung của người ta, có thể là khung mới, nhưng mà cái bộ gá của mình đi lâu năm chẳng hạn thế. Đây, xin lỗi anh em nha, mạng hơi kém. Đây là cái bộ gá. Đấy. Thế thì coi là nó sử dụng một thời gian có thể nó bị siêu vẹo, chạy nhớ bị siêu vẹo. Mà dân mình Bắc mình thì coi là tao đi được thì tao cứ đi, chị thì vẫn đang đi bình thường. Nhưng vấn đề ngon hay không ngon nó khác. Thế thì thường thường của nó, nếu một bộ côn ok ấy, thì người ta sẽ có một cái bàn gá cho từng bộ. Nhưng thực tế làm như thế thì nó sẽ chất lượng nó cao, nhưng mà trái lại giá thành nó sẽ lớn. Đấy. Đây là thằng em nó kỉ, đây là, xin lỗi với anh em, đây là 4 là bộ này. Đấy. Nhưng vấn đề là gì, mình tùy cơ mình ứng biến. Có những giải pháp đơn giản, chỉ cần một tờ giấy ráp thôi là nó sẽ ăn đều. Còn quan trọng nhất là cái chất phíp này khi mà lên ấy, nó bắt. Phải nói rằng cái bộ này nó bắt. Anh ấy giả mình thì mình nhận lại. Nhưng mà với mình gắn vào cho khách chỉ cần một thao tác kỹ thuật nhỏ thôi là bộ này nó sẽ liếm đều hết. Đấy. Và nói thẳng ra với cái dòng chuông FCC ấy, anh em có thể ý xem, kể cả cho coi là búa xịn vào, anh em nhìn mặt chuông ấy, nó ăn rất không đều, trừ chuông xịn. Anh em có để ý xem chuông nào đi chăng nữa, kể ra chuông búa nào đi chăng nữa, cứ nắp bộ của FCC, chuông của FCC vào, lúc nào vành chuông ở bên trong ấy, nó cũng liếm như bò liếm, nhưng vẫn bóc bình thường, chẳng vấn đề gì. Nhưng mà thằng xịn của nó thì nó lại khác. Đấy. Đây, bộ thang túi đầy đủ. Nói chung là mỗi thứ mình làm tí thôi. Thế thì còn quay là đấy, hôm nay thì cũng là diễn giải. Nếu mà anh em ở trên hội
hôm nay mình có bảo mình bình luận, mình nhìn cái má phanh nó rãnh thế, mình nói thẳng luôn, nếu vào quán mình ấy 150.000 đóng ca má phanh này, mình thay nếu mà khách nào khó tính thế rồi coi là cái tính chất là gì, người ta kinh tế eo hẹp, mình lấy 85.000, còn má này mình thay toàn 90.000 hết, cho đến 95.000. Mình nói dối mình là ăn trẻ con luôn nhá. Đấy, thế còn đóng ca thế là coi là 150. Đấy, cứ 250 cả bộ, cả má phanh, cả cước mình bảo hành. Còn bây giờ coi là cái rãnh nó đã chọn, cái rãnh đùm nó đã như thế rồi, nắp vào chỉ cần đi tầm tuần cái nó đã âm bố nó rồi. Thôi, xin lỗi anh em nhá, mình năm lốt. Cho con này từ giờ đến tối phải lổ đây. Chào anh em nhá.